Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sago Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin thị trường đến cho mọi người. Và mọi người có thể tham gia vào nhóm Telegram. Thì trong Telegram thì hàng ngày thì mình sẽ cập nhật những thông tin nổi bật của thị trường cũng như là các sự kiện ha. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2022. Thì hiện tại thì BTC của chúng ta thì đang có một cái sự phục hồi gọi là khá tích cực, đang ở mức là khoảng là 22.800, gần 23.000 sau khi mà vào tối hôm qua là 1 giờ sáng, rạng sáng hôm nay ha, là Fed đã có một cuộc họp về cái vấn đề là tăng lãi suất ha. Thì hiện tại thì nhìn chung thì sau khi mà Fed đã công bố cái vấn đề lãi suất thì mình thấy là thị trường đang có cái dấu hiệu là gọi là tương đối tích cực ha. Thì như thường lệ ha, thì trong đầu mỗi video thì mình cũng sẽ điểm qua những cái thông tin là mình thấy là nổi bật nhất của thị trường trong vòng 24 giờ qua ha. Thì trong vòng 24 giờ qua thì mọi người thấy là thông tin mà nổi bật nhất của thị trường ha, thì là ở thông tin đầu tiên sẽ là cái vấn đề là Fed thì họ đã tăng cái lãi suất chuẩn ha, là thêm 0,75% ha. Mức tăng này lớn nhất kể từ năm 1994 đến thời điểm hiện tại ha. Và cái phạm vi mà Fed họ tăng lãi suất thì hiện tại thì lên đến là cái mức là 1,5 đến 1,75%, là cái mức tăng lãi suất này là lớn nhất kể từ năm 1994 ha. Và Fed thì họ đã cam kết là chắc chắn để đưa cái mức lạm phát thì sẽ trở lại về đến cái mốc 2% ha. Nên mình nghĩ là từ giờ đến cuối năm thì chúng ta vẫn còn là khoảng là 4 cuộc họp của Fed nữa ha. Và cái cuộc họp lần tiếp theo thì nó sẽ diễn ra vào tầm tháng 7 ha. Có nghĩa là cách khoảng tầm hơn một tháng nữa thôi thì sẽ lại có cái cuộc họp của Fed về cái vấn đề là tăng lãi suất nữa. Thì mình thấy là những cái thông tin mà sau khi mà Fed đã tung ra thông tin tăng lãi suất thì mình thấy là ngắn hạn thì mình thấy là tỷ giá đô đang có những cái sự điều chỉnh nhất định ha. Nhưng mà ngược lại là thị trường chứng khoán, Bitcoin hoặc là vàng ha, thì mình thấy là đều có cái sự tăng trở lại sau cái khoảng thời gian giảm giá ha, và cũng là biến khá là biến động. Thì ông Powell thông qua cũng phát biểu ha, thì rõ ràng là mức tăng 75 điểm cơ bản ngày hôm nay ha là một mức lớn bất thường và tôi cũng không có mong chờ những cái điều đó ha. Thì hôm nay thì mình cùng xem qua một vài chỉ số on chain của trang CryptoOne, thì cũng đã khá là lâu rồi thì mình cũng không có xem một vài chỉ số on chain ha. Để mình xem là tình hình hiện tại trong thời gian qua thì thị trường cái mức độ lượng lưu thông của các dữ liệu on chain như thế nào ha. Thì mọi người có thể xem là cái chỉ báo là Bitcoin Exchange Flow Total on the chain là cái phần này có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được nạp vào và rút ra ở trên tất cả các sàn trong thời gian qua. Thì mọi người thấy là ở cái khu vực này vào ngày 14 là chúng ta là cách đây khoảng tầm 2 ngày ha, là có một cái số lượng Bitcoin được nạp lên sàn lớn bất thường luôn. Mọi người thấy không, thì nó cái cột màu xanh này thì nó áp đảo hơn, lớn hơn rất là nhiều lần so với lại những cây cột màu đỏ hoặc là màu xanh ở phía trước đó đúng không. Thì cây cột màu xanh này thì có đến là khoảng tầm là 59.376 số lượng Bitcoin được nạp lên sàn ha, nhiều hơn rất là nhiều so với lại số lượng là Bitcoin được rút ra ha. Thì ngày hôm đó là cũng là một ngày là đến hiện tại ha, và ngày hôm qua thì cũng là một trong những ngày là Bitcoin đang có những cái sự giảm giá khá là lớn, và có những cái thời điểm mình thấy là có khoảng tầm 2 thời điểm là BTC cũng giảm về đến mức là gần như là tiệm cận 20.000 ha. Và sau đó thì đó là sau đó là BTC nó cũng có cái những phản ứng giá mà đi lên, chứng tỏ cho ta thấy được là ở cái mức giá 20.000 là một cái mức giá là đang được hỗ trợ khá là tốt của thị trường ha. Mình cùng xem một vài chỉ số của cái trang CryptoOne thì mình thấy là cái số lượng stablecoin hiện tại đang được giữ trên sàn này thì hiện tại thì đang ở mức là khoảng tầm 25 tỷ đô. Thì cái mức này thì mình thấy là nó cũng đã đi ở cái khu vực này từ ở thời điểm là thời điểm khoảng tầm tháng 3 ra tháng 3 đến hiện tại, thì nó cái mức 25 tỷ đô này thì mình thấy là nó cũng đã duy trì cái mức này thời gian cũng khá là dài ha. Thì ở thời điểm là khoảng thời điểm khoảng tầm tháng 3 ha, khoảng tầm cuối tháng 2 thì lúc đó thì cái dữ liệu on chain thì nó cũng đã ghi nhận cái số lượng stablecoin được giữ trên sàn nó cũng tăng lên đến mức kỷ lục là khoảng tầm 28 tỷ đô la ha. Và sau đó thì nó cũng có những cái sự điều chỉnh sụt giảm ha. Và cái khu vực là tầm là khoảng tầm ngày 11 tháng 5 là 12 tháng 5 là lúc đó thời điểm là BTC cũng có những cái sự điều chỉnh khá là lớn ha. Và sau đó thì mọi người thấy không, thì cái số lượng stablecoin thì nó cũng có dấu hiệu ở trên sàn nó cũng tăng lên ha.
Hiện tại thì mình thấy là nó vẫn đang nằm ở mức 25 tỷ đô, là một cái mức gọi là chúng ta thấy được là khá là lớn so với lại những quãng thời gian trước ha. Hôm nay thì mình cũng điểm sơ qua hiện tại thì trên thị trường xem là một vài chỉ số trên thị trường xem như thế nào ha. Thì mọi người thấy thì trong vòng 24 giờ qua thì BTC nó trước khi những cái thông tin của cuộc họp của Fed thì nó giá BTC của nó thì nó cũng boom hoặc là doom liên tiếp ha. Mình thấy là nó cái biên động do biên độ dao động của nó từ 20.000 ha, và sau đó tăng lên đến là 22.000 và sau đó lại nó lại giảm xuống và nó tăng lên ha, thì cũng dẫn đến là khoảng là trong 24 giờ qua thì cũng có khoảng là đến là 544 triệu đô la thanh lý ha. Một con số này mình thấy là nó cũng là khá là lớn so với lại những cái thời điểm hiện tại ha, hoặc là như lúc trước. Thì trong vòng 24 giờ qua thì mọi người thấy không, thì một vài gần đây thì chủ yếu là cái số lượng tiền bị thanh lý thì nó đang đổ dồn về cho Ethereum ha. Tại vì Ethereum hiện tại đang là một đồng coin mà đang có sự chú ý của thị trường sau khi là cái nền tảng cho vay là Celsius này, hiện tại thì họ đang có khả năng là họ bị phá sản này, và hiện tại thì Celsius họ đã khóa và nạp rút rồi. Thì mọi người thấy không, thì sau khi mà ngày hôm qua sau khi mà Fed tung cái thông tin tăng lãi suất ra thì mình thấy là có khá là nhiều lệnh short bên thanh lý, thì có thể là tâm lý đám đông của thị trường thì nghĩ là giá BTC nó sẽ còn giảm nữa, thì dẫn đến là cái lệnh lượng phe short thì khá là nhiều, và sau khi mà BTC nó lại đảo chiều nó tăng lên thì có đến là 80% phe short bị thanh lý ở thời gian hiện tại ha, một con số mình thấy là khá là lớn. Bên phe short thì nó chiếm áp đảo luôn so với lại bên phe long. Thì hôm nay thì bắt đầu thì mình cũng sẽ điểm qua là những cái chỉ số của bên biểu đồ chart ha. Thì mọi người thấy thì sau khi mà Fed họ tung cái thông tin về tăng lãi suất lên đến là 0,75% ha, thì lúc đó thì chỉ số là sức mạnh của đồng đô la thì nó đang có dấu hiệu là nó sụt giảm sau cái thông tin của Fed mà. Thì mọi người thấy thì cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la thì nó lại đi ngược lại với thị trường crypto ha, là đi ngược lại với lại cái mức giá Bitcoin. Khi mà cái chỉ sức mạnh đồng đô la nó có dấu hiệu tăng lên thì Bitcoin nó lại giảm, và sau đó thì ngược lại, thì nếu mà chỉ số sức mạnh ha, thì là chỉ số DXY mà nó có dấu hiệu nó hạ xuống thì Bitcoin nó cũng có những sự phục hồi nhất định. Mình cùng điểm qua một vài cái chỉ số của bên chứng khoán Mỹ ha. Thì mình thấy là hiện tại thì chỉ số chứng khoán của Mỹ thì nó cũng đang có dấu hiệu là nó phục hồi ha, cũng là tương đối thôi chứ cũng không có phải là quá là lớn. Chúng ta cùng xem khung 15 phút hiện tại của BTC. Thì mọi người thấy thì trong video hôm qua thì mình cũng đưa ra những nhận định ha, thì mình cũng khuyên là anh em là nếu mà ở trước, tại vì mình thấy là thường là ở trước mỗi thời điểm khi mà Fed có những cái quyết định quan trọng thì cái mức giá của BTC thì nó đi với một cái biên độ khá là khó lường đúng không? Thì hôm qua mọi người thấy thì BTC nó cũng tăng ha và giảm liên tiếp ha. Mọi người thấy không, thì nó cứ giảm về 20 còn tầm 20.000 thôi, và sau đó lại tăng lên lại đến 22.000 và sau đó nó lại đạp xuống một cú là cũng tiệm cận 20.000 ha. Mọi người thấy thì trong ngày hôm qua thì cũng có hai đến hai lần là BTC chạm đến những khu vực gọi là tiệm cận của khu vực 20.000 ha, và sau đó là cũng lại tăng lên ha, và sau đó thì sau khi có thông tin thì nó cũng có những sự điều chỉnh giảm khá xuống ha, và hiện tại thì nó cũng tăng lên đến vùng là gần 23.000. Thì ở trong video hôm qua thì mình cũng có nhận định và phân tích cho mọi người ha. Thì nếu mà hiện tại thì để anh em có thể là tham gia đầu tư đi, thì nếu mà anh em nên có thể là chia vốn ra ha, và xác định là có thể là xác định là ngắn hạn chúng ta có thể lỗ luôn đi, mình xác định như vậy luôn à. Tại vì hiện tại tình hình thì thị trường thì mọi người thấy không, thì ngày hôm qua thì xảy ra thị trường thì đang rất là nhiều thông tin xấu, thì mình thấy là càng ngày thì thị trường thì tung ra rất nhiều thông tin xấu, và mình thấy là thông tin là lớn cũng có và thông tin nhỏ cũng có, nên mình nghĩ là thị trường thì không có bất cứ điều gì mà chúng ta có thể là chắc chắn được ha. Và hiện tại thì mình nghĩ là với mức giá hiện tại của BTC thì sau khi mà có cái thông tin của Fed về vấn đề tăng lãi suất thì mình cùng xem lại quá khứ ha. Thì mình thấy là ở những lần như là tháng 3 hoặc là tháng 5 vừa qua ha, tháng 5 vừa rồi, thì sau khi mà Fed tung cái thông tin về tăng lãi suất như ở tháng 3 hoặc tháng 5
Thì lúc đó thì tâm lý thị trường thì ai cũng nghĩ là giá BTC nó cũng sẽ giảm mà, nhưng mà mình thấy là ở cái cuộc họp từ tháng 3 của tháng 3 với tháng 5 thì sau khi mà tung cái thông tin ra như vậy á, thì giá BTC nó đều có những cái cú bung nhẹ ha, là một phần lớn là Vsoc thì ra đi rất là lớn, nhưng mà sau khi tung thông tin á, thì có một cú bung nhẹ và mình thấy là cái phản ứng giá của nó đến khoảng tầm 1 2 ngày sau thì nó mới là đúng ha. Thì mình thấy là cuộc họp tháng 3 và tháng 5 thì nó có những cái đường giá lên như vậy ha. Còn hiện tại thì nó có boom hoặc dung như thế nào hay không mình không biết là, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà tại vì mình thấy là cuộc họp từ tháng 3 tháng 5 rồi thì cái đường giá của nó thì boom ha, và sau đó thì 1 2 ngày sau thì nó lại đúng mà. Còn cuộc họp hiện tại thì mình không có chắc là nó sẽ có đúng hay không, nhưng mà xu hướng chung của BTC hiện tại vẫn đang là xu hướng giảm ha. Và tình hình thị trường thì cũng đang xảy ra rất nhiều thông tin xấu, nên nếu mà để cho mình thấy là một cách chơi an toàn đấy, thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta mua thì chúng ta cũng có thể là an toàn nhất đi, thì chúng ta chỉ nên mua BTC thôi. Tại vì nếu mà so về cái mức giá BTC hiện tại cái mức 22.000 á, thì nếu mà chúng ta xem xét về cái khoảng thời gian trung hạn và dài hạn á, thì giá 22.000 thì kiểu nào kiểu gì thì chúng ta cũng có lời ha. Còn ví dụ như là ngắn hạn thì nó trường hợp xấu nhất đi thì nó cũng có thể nó giảm về đến mười mấy ngàn đúng không, mà nó đi sideways ở trong cái biên độ gọi là trên dưới 20.000 thì chúng ta ngắn hạn thì chúng ta có thể lỗ, nhưng mà mình thấy là về cái khoảng thời gian trung hạn và dài hạn thì cái mức giá 22.000 thì đương nhiên khả năng rất là cao thì chúng ta sẽ có lợi ha. Thì quan trọng nhất là cái vấn đề là chúng ta phân bổ vốn hợp lý thôi ha. Thì cái vấn đề này thì trong video hôm qua thì mình cũng đã nhận định và phân tích cho mọi người ha. Còn ví dụ như những anh em nào mà muốn cái sự gọi là lợi nhuận lớn hơn đi, thì đương nhiên là lợi nhuận lớn thì sẽ đi kèm với rủi ro lớn hơn đúng không mọi người. Thế mà nếu mà anh em nào mà muốn mua ăn coin thì nếu mà chúng ta cũng có thể là mua vào những cái đồng là top coin ha, và coin nền tảng mà nó về những cái vùng entry tốt thì chúng ta có thể là chúng ta mua, và sau đó thì nếu mà thị trường có những sụp hồi nhất định ha, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta nên chốt lời dần dần những cái khoản mà chúng ta đã mua ở những khu vực giá thấp ha. Chứ hiện tại thì chúng ta cũng không có nên quá là kỳ vọng cho một cái sự uptrend liền ở trong những khoảng thời gian sắp tới đâu. Hiện tại thì xu hướng chung thị trường vẫn là xu hướng giảm rồi, nên mình nghĩ là về vấn đề ngắn hạn đi thì BTC nó sẽ có những cái cú boom lên là cú boom đó để cho chúng ta thoát hàng thôi, chứ chúng ta không phải là chúng ta thấy là boom và chúng ta mua thêm mà mua đổi ha. Tại vì là mình thấy là hiện tại thì có thể là đây chỉ là một cái cơn sóng hồi ngắn hạn thôi ha, chứ mà anh em chúng ta không có nên thấy là thị trường xanh quá, là có nghĩa là không thấy chưa thấy hoa nở mà có xuân về nha mọi người ha. Thì đây là cũng là một câu nói vui mình cũng là truyền truyền tải thông tin đến cho mọi người thôi ha. Thì mình thấy là trong thời gian qua thì BTC Domain thì nó cũng đã có những cái dấu hiệu nó điều chỉnh cũng tương đối đúng không? Thì chúng ta thấy được là thị trường altcoin thì nó không có bị giảm quá là nhiều đâu. Thì mọi người thấy không? Thì thời gian qua thì BTC nó cũng giảm về đến mốc như là tiệm cận 20.000 đúng không? Nhưng mà altcoin thì nó cũng điều chỉnh lớn, nhưng mà mình thấy là cái mức điều chỉnh của nó thực sự là không quá là lớn như là cái mức giá của BTC điều chỉnh ha. Tại vì BTC Domain là cái thị phần của BTC thì nó đã có những cái sự điều chỉnh về rồi. Có nghĩa là những nhà đầu tư thì họ đang có hành động là họ dùng BTC để họ mua thu mua những cái đồng altcoin mà nó về cái mức giá thấp ha. Thì đây cũng là một sự gọi là tích cực tương đối thôi ha, dành cho đồng altcoin khi mà nó không có bị giảm quá là nhiều so với lại những khoảng thời gian trước nữa. Hiện tại thì mình thấy là cái USDT Domain ha, là thị phần của USDT thì tuy là nó cũng đã có những cái sự điều chỉnh từ ở những cái vùng như là 8,50%, hiện tại là 7,6% rồi, thì mình thấy là cũng có những sự điều chỉnh rồi, nhưng mà chung quy lại đi thì tâm lý của thị trường thì nhìn chung vẫn đang là xuống giảm mà. Nên hiện tại thì các nhà đầu tư thì họ vẫn đang nắm giữ the stablecoin và các nơi, nói chung là họ đang vẫn đang nắm giữ stablecoin để trên sàn khá là nhiều hơn. Và USDT là cũng là một đồng gọi là cái với cái mức vốn hóa thì nó cũng chiếm đến là khoảng là 46 đến 47% trong tất cả các đồng stablecoin ha. USDC cũng vậy nè. Thì mình thấy là hiện tại thì thị phần của USDC thì nó cũng đang có những cái sự điều chỉnh, có nghĩa là những nào nhà đầu tư thì họ cũng thời gian ngắn qua ha, thì họ cũng đã dùng USDT hoặc là USDC để họ thu mua BTC hoặc là altcoin nha, thì dẫn đến là cái thị phần của USDT hoặc là USDC thì nó cũng có những cái sự điều chỉnh gọi là tương đối thôi. Nhưng mà chung quy lại thì cả USDT
và USDC thì cái thị phần của nó vẫn đang nằm ở mức khá là cao mọi người. Thì hiện tại thì mình thấy là cái mức giá của BTC này ha, thì nó vẫn đang, chúng ta vẫn đang nằm trong cái xu hướng giảm nhìn chung của thị trường thôi ha. Nên mình nghĩ là chúng ta vẫn cần nên quan sát, vẫn cần nên quan sát thêm ha, chứ chúng ta cũng chưa có vội vào nhảy vào hiện tại của thị trường đâu ha. Thì ở trong cái sáng hôm nay ha, sáng hôm nay thì mình thấy là sự kiện của sàn Bybit là cái lên bát ha, lên lên bát về cái đồng là WLKN ha, thì họ cũng đang bắt đầu là họ mở, có nghĩa là họ bắt đầu họ green short, snap short ha. Thì nếu mà anh em tham gia sự kiện lên bát này thì cũng có thể là nắm giữ cái khoảng tầm 50 bit ha, hoặc là 100 USDT ở trong ví thì đã có thể là tham gia sự kiện này rồi ha. Thì snap short thì bắt đầu từ là ngày hôm nay cho đến lại là ngày 20 ha. Thì những cái sự kiện mà mình thấy là chúng ta chỉ cần là tham gia với một cái số vốn rất là nhỏ thôi, thì 50 bit hiện tại thì nó cũng đâu đó thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm là, hiện tại thì mức cái mức bit ha, một bit thì nó rơi một cái mức giá là khoảng tầm 0,4 mấy đô la ha. Và hoặc là anh em có thể là nắm giữ xổ số thì cũng chỉ cần nắm giữ khoảng tầm 100 USDT trong ví thôi thì chúng ta cũng có thể là tham gia được ha. Và sự kiện này thì cũng bắt đầu là snapshot chụp hình vào cái khoảng thời gian sáng hôm nay ha. Thì hôm nay thì mình cũng đăng cái sự kiện lên trên nhóm Telegram ha, để anh em có thể là xem và có thể là tham gia ha mọi người ha. Thì sự kiện này thì chỉ chúng ta tham gia chỉ với lại một cái số vốn rất là nhỏ thôi, chúng ta có thể tham gia được ha. Thì mình thấy là cái sự kiện này thì số vốn nhỏ và cái sự an toàn cũng khá là cao, nên anh em có thể là cân nhắc và tham gia sự kiện này ha. Thì link tham gia sự kiện thì mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram ha. Link mình có để dưới phần mô tả, thì ở trong Telegram thì mình cũng sẽ đăng cái sự kiện này lên để cho mọi người cũng có thể tham gia. Hiện tại thì mình thấy là tình hình nhìn chung ha, thì tình hình thị trường thì nó cũng có những cái phản ứng giá tích cực sau thông tin của Fed về cái vấn đề là tăng lãi suất ha. Thì mình nghĩ là tại vì thời gian qua mọi người thấy không, thì cả thị trường thì đều đang có những cái sự điều chỉnh khá là lớn rồi ha. Thì mình nghĩ là với cái tình hình hiện tại đi ha, thì ở trong video hôm qua thì mình cũng có nhận định ha, là ở cái vùng hỗ trợ của BTC khá là tốt ha, thì sẽ là ở cái vùng là khoảng tầm 20 20 20.000 ha. Và ngày hôm qua thì mọi người thấy không, thì BTC nó cũng đã có hai lần nó chạm về cái mốc khoảng tầm là 20.100 đến 20.200 ha. Và mình thấy là ở khu vực này thì nó đang được hỗ trợ bởi cái mức giá khá là tốt ha. Tại vì tâm lý chung của đa phần mọi người thì cái mức 20.000 cũng là một cái mức mức hỗ trợ tâm lý và một cái vùng hỗ trợ khá là tốt ha. Nếu mà khu vực này nếu mà không có giữ được thì khả năng cao thì nó có thể nó sẽ về nới lấp cái gap ở cái khu khoảng tầm 18.000 ha. Nhưng mà đến thời gian hiện tại thì sau khi mà BTC nó đã hai lần nó về đến cái vùng gần như là tiệm cận với cái vùng 20.000 rồi, và sau đó thì nó cũng có cái phản ứng giá nhất định ha. Thì đây cũng là một cái sự tích cực nhìn chung dành cho cái mức giá của tình hình BTC ở thời gian hiện tại. Thì mình nghĩ ha, thì mình cùng xem là khung tuần rồi. Thì khung tuần thì chúng ta đã có rất là nhiều những cây đến tuần mà giảm liên tiếp rồi ha. Thì mình thấy là thì tuần tới thì khả năng rất là cao thì BTC cũng sẽ đóng nến tuần bằng một cây nến màu đỏ thôi, chứ rất khó có thể mà nó là rút lại chân lên đến cái vùng khoảng tầm 26 27 ngàn ha. Thì mình thấy là khả năng rất là thấp, thì mình nghĩ là nó sẽ phải là cũng có thể là nó sẽ đi dập dìu điều chỉnh ở trong một cái phạm vi khoảng tầm là trên 20.000 ha, một thời gian nữa thì mình nghĩ là nó mới mong nó trở về đến những cái mốc cao hơn được ha. Đó là cái plan, một cái là cái phân tích là về cái mặt là tích cực nha mọi người ha. Chứ mình chưa nói đến là BTC có thể giảm nữa hay không đâu ha, tại vì xuống chung của chúng ta vẫn đang xuống giảm ha. Mà mọi người thấy thì thời gian qua thì rất là nhiều những thông tin xấu ha, và cái quỹ Triad Round Capital thì mọi người thấy thời gian qua thì cái quỹ này là cũng là một trong những cái quỹ là gọi là có sức ảnh hưởng của thị trường ha, một trong những quỹ là lớn của thị trường. Thì các ông là
là founder ha, đồng nhà đồng sáng lập của Ray Capital, thì ông đã bỏ những cái hợp tác về những cái đồng coin mà nền tảng của cái quỹ đó rồi ha. Thì mọi người thấy thì cái đồng OGN là một trong những cái đồng mà nó cũng có những cái sự gọi là boom ảo, boom khá là ảo trong trong một thời gian ngắn này. Thì đồng này thì cũng là một đồng là mình thấy là cũng khá là nhiều tay to và cá mập lợn ôm và nắm giữ cái đồng này rồi. Thì nếu mà thời gian tới thì nếu mà đồng này thì mình nhận thấy là nó về một những cái mức giá đẹp, và mình cùng xem là thị trường nó như thế nào nữa, thì khả năng thì mình cũng sẽ thu mua và gom ODN để chờ cho nó xem những cái cú bùng nó cũng tương tự như là ở những cái khu vực này ha, thậm chí là ở những khu vực này thì mình cũng chờ đợi những cái cú bùng tương tự ở như ở những cái thời gian trước ha. Tại vì là những cú bùng này như này thế này là cái người nhà và cái team dev và cái quỹ của họ họ bùng lên ha. Thì nếu mà bùng lên thì ở những thời điểm như thế này để chúng ta thoát hàng, thì mình thấy là ở thời gian trước thì nó cũng tăng lên, những cú bùng của nó thì cũng tăng khoảng tầm là x3 x4 lần đúng không? Thì lần gần nhất thì nó cũng tăng khoảng tầm là x hơn x2 gần x3 lần. Thì nếu mà ở thời gian tới thì mình nhận thấy là cái mức giá ON là nó về một cái mức giá đẹp đó, và mình cùng xem tín hiệu thị trường nó như thế nào, thì mình cũng sẽ là thu mua ON để chờ cho nó một để mình cùng ăn một cái cú boom là x2 đến x3 lần, là lúc đó là để chúng ta thoát hàng, chứ chúng ta không có nên hold lệnh, và chúng ta thậm chí là chúng ta không có nên mua mua đuổi FOMO hơn. GMT hiện tại thì mình thấy là nó cũng đang có những cái gọi là cái sự phục hồi là tương đối của thị trường ha. Thì hiện tại GMT của nó cũng thì thời gian qua thì nó cũng có khá là nhiều những thông tin xấu ha. Mà cái token cần trả thưởng của nó là cái token cần là GST ha, là nó cũng đang bị lạm phát khá là nhiều, tại vì nó liên tục in thêm là cái đồng token ra thị trường mà dẫn đến là cái sự lạm phát khá là cao của cái đồng GST ha. Là đây cũng là một cái sự ảnh hưởng giá của GMT, và nhìn chung là hiện tại thị trường đang có cái sự gọi là giảm giá khá là mạnh đúng không? Thì mình thấy là ở năm trước đây thì chúng ta có là cái đồng ICS là AC Infinity, là cái đồng là lead đi đầu trong cái trend GameFi ha. Thì mình thấy là cái sự kiện đó là thì khá là lớn của thị trường, dẫn đến là cái nó thu hút được rất là nhiều cái dòng tiền từ bên ngoài. Nhưng mà hiện tại thì trong cái mùa hiện tại đi ha, trong cái quãng thời gian vừa qua và hiện tại thì cái trend chủ yếu của chúng ta thì chỉ là cái trend là mua token đúng không, là cái trend là gây được cái sự chú ý của thị trường. Nhưng mà mình thấy là cái đồng GMT và những cái đồng của cái thuộc trend mua token thì mình thấy là nó chưa nhận được cái sự FOMO quá là lớn từ cái vốn của thị bên ngoài thị trường đổ vào bên trong thị trường ha. Thì chúng ta cùng chờ xem mà thời gian tới thì ông CZ ha, thì không biết là mình nghĩ là ông chưa kịp suy nghĩ thêm được cái trend nào để có thể là thu hút được dòng tiền từ bên ngoài thị trường ha. Thì cũng chúng ta có thể là quan sát và theo dõi thêm là thị trường ở trong thời gian tới, khi mà thị trường có những cái sự chuyển biến gọi là nó tích cực hơn hay không ha. Thì nếu mà tích cực hơn thì khả năng thì ông CZ và Binance thì họ sẽ là suy nghĩ và tạo ra có nghĩa là tạo ra nhiều cái thông tin tốt, cái nhiều cái sân chơi ha, để nhằm thu hút được cái dòng vốn từ bên ngoài thị trường. Thì lúc đó thị trường thì chúng ta thì cũng được hưởng lợi ha. Thì mình thấy là CZ và Binance thì rất là hay, có những cái tweet và những cái là spot cho những cái trend. Phi là một trong những đồng mà mình thấy là thời gian qua thì nó cũng giữ cái mức giá khá là tốt ở cái vùng là 0,05 ha. 0,05 thì thời điểm trước thì nó cũng nói chung là nó cũng có những cái đợt giảm giá khá là mạnh. Nhưng mà mình thấy là đến nó khi mà Phi nó giảm về đến cái mốc là 0,05 ha, thì lập tức là cái vùng này thì mình thấy là nó được hỗ trợ khá là tốt. Thì mình nghĩ là cái vùng 0,05 này là một cái vùng là được cái team dev và cái người nhà của họ hỗ trợ giá. Tại vì là thời điểm đó thì trước thời điểm đó thì tuy là BTC cũng có những sự điều chỉnh khá là lớn, nhưng mà Phi nó lại là nó vẫn giữ được cái mức giá ở 0,05, và thậm chí là nó có những cú bùng ngược luôn. Mà trong ngày hôm qua, trong một vài gần đây thì nó cũng đã x2 từ ở cái mức giá đấy của nó rồi. Thì mình nghĩ là khả năng thì Phi nếu mà giảm sâu thấp hơn về những cái vùng 0,05 thì mình nghĩ là sẽ rất là khó. Thì nếu mà trường hợp thì có khả năng là thị trường là BTC nó giảm về đến tầm mười mấy ngàn ha, thì mình thấy là khả năng thì Bitfi nó mới thủng được cái khu 0,05 này thôi ha. Bitfi là cũng là một cái đồng thuộc cái trend motor và nó chạy trên cái mạng lưới là Avax.
Thì RAGA là cũng là một đồng là mình thấy là hiện tại thì nó cũng đang giảm khá là nhiều lần so với lại những cái vùng APAC rồi. Thì mình nghĩ là thì RAGA là thời gian trước thì nếu mà chung là anh em cũng ăn khá là nhiều từ cái đồng RAGA đúng không? Và nói chung là mất tiền cũng khá là nhiều. Tại vì thời gian từ cuối năm vừa qua đến hiện tại thì cái trend GameFi thì nó cũng đang bị đi giá và giảm khá là mạnh rồi ha. Người tháng thì cũng có những đồng mà thuộc hệ game, những đồng tiêu biểu ha, nhưng mà nó cũng đã chia đến gọi là thậm chí là cả trăm lần so với lại cái mức giá của nó ở thời điểm cuối năm vừa qua ha. Thì mình nghĩ là ở thời gian tới đi thì nếu mà trừ trường hợp thị trường có phục hồi thì mình nghĩ là cái trend GameFi thì nó sẽ có những cái cuộc thanh lọc khá là lớn, là chỉ tồn tại ở thị trường bởi những cái dự án tốt và những cái dự án mà họ có làm thật ha, họ làm thật và họ đi dài hạn thị trường ra. Chứ mà những cái mọi người thấy không, thì thời gian qua thì GameFi nổi lên và sau đó thì khá là nhiều những cái dự án mà nó đã biến mất khỏi thị trường, mặc dù là bắt đầu dự án khởi chạy đi, thì đương nhiên là những cái người nhà của họ và những cái team dev và ông CEO thì đứng lên phát biểu gọi là như thánh đúng không mọi người. Họ phát biểu như thánh thì chúng ta tầm nhìn của chúng ta là dài hạn là 3 đến 5 năm nè, nhưng mà chỉ mới đến 3 đến 5 tháng thôi nè, chứ không có đến 1 năm nữa. Thì những cái dự án của họ thì cũng đã gọi là đi tàn lụi đi và đi vào dĩ vãng rồi. Và những cái CEO và những cái founder thì lúc trước thì phát biểu rất là mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ thì họ cũng đã gọi là lặn và mất tích, thậm chí là họ xóa cả tài khoản mạng xã hội của họ ở trên những cái trang web của họ rồi ha. Thì mọi người thấy không, thì những dự án nào mà game á, thì mà họ nói về metaverse hoặc là VR AR ha, thì những dự án đó thì phải dự án là 100 triệu đô hoặc là tỷ đô ha, thì họ mới có tiềm lực họ và họ phát triển metaverse. Còn anh em nào mà thấy là những cái dự án nào mà làm về game á, thì những dự án mà rất là nhỏ ha, và chưa có nhiều kinh nghiệm á, mà họ nói về metaverse thì mọi người chắc chắn là họ đang là nói khoác lác nha mọi người ha. Thì nếu mà mọi người thấy thì cái dự án game ha, về là Star Labs thì là dự án tỷ đô ha, và được backer bởi những cái quỹ rất là lớn của Samsung, dự án tỷ đô mà họ đã phát triển khoảng tầm 2 năm nay rồi, và họ vẫn delay lại ngày ra game, họ vẫn chưa phát hành ha. Và dự án của họ là về metaverse và dự án của họ với tiềm lực khủng như vậy ha, và nhưng mà họ vẫn còn chưa phát hành ra được ha. Thì mọi người thấy thì những dự án nào mà mới làm khoảng tầm vài 3 tháng và rất là nhỏ và họ nói về metaverse thì chắc chắn là họ đang khoác lác nha mọi người ha. Con Seed là cũng là một con ở bên mảng metaverse ha, thì nó cũng đã bị giảm khoảng tầm là chia 10 so với lại từ đỉnh rồi. Thì mọi người thấy không, thì ngay cả những cái đồng coin mà thuộc về cái trend metaverse là ví dụ đi đầu ngành đi ha, là Sandbox ha, hoặc là Mana hoặc là Gala hoặc là Seed ha, thì những đồng này là một trong những cái đồng tiêu biểu của metaverse, nhưng mà nó lại cũng đã bị giảm giá khá là nhiều rồi đúng không, so với lại những cái mức giá từ đỉnh ha. Chúng ta cùng điểm qua con EOS ha. EOS không, thì mọi người thấy không, thì ở những thời điểm ví dụ như là 2018 thì nó raise đến khoảng tầm 4 tỷ đô la ha, là một cái mức giá kỷ lục của nó ở những cái thời điểm từ hồi xưa đến hiện tại luôn ha. Và nếu mà anh em nào mà mua EOS ví dụ như là khoảng tầm 4 năm trước ha, là ví dụ như khoảng tầm 2018 mà thì đến hiện tại ha, thì 4 năm sau thì anh em có phải là bây giờ là mức giá lỗ rồi đúng không? Tại mọi người thấy không, thì với cái những mức giá đầu tiên của con EOS này thì nó cứ gọi là nó không có tăng quá là nhiều được giá kỳ vọng đúng không? Tại vì là cái đồng này thì nó raise đến tận là 4 tỷ đô la mà, nên những người dùng thì họ rất là kỳ vọng vào dự án này. Và nếu mà anh em mà đầu tư vào những dự án như thế này thì anh em có thể là chôn vốn không? Nếu mà ví dụ như là bình thường thì có thể chôn vốn không? Nhưng mà người thấy thì hiện tại cái mức giá của nó này thậm chí là nó thấp hơn rất là nhiều lần so với lại ngay cả những cái vùng giá đáy của nó ở như thời điểm 2018 mà, hoặc là 2020 hoặc là năm 2021 hay 2022. Thì hiện tại thì cái mức giá của nó thì thời gian qua thì nó cũng tụt về đến mốc là 0,8 rồi, và hiện tại thì đang có sự phục hồi là khoảng là 1 tỷ ở khoảng tầm là 1 đô ha. Thì nếu mà anh em nào mà mới tham gia thị trường và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ha, thì mình cũng khuyên mọi người là chúng ta nên hạn chế đầu tư vào những cái đồng coin cũ và cái dự án của họ không có nhiều cái sự phát triển nhằm thu hút được cái dòng vốn từ bên ngoài thị trường vào ha.
thì những dạng anh đó thì anh em ví dụ nên né và tránh ra ha. Thì nếu mà ví dụ như những dạng anh cũ, ví dụ như Ethereum thì là một dự án lâu đời và họ cái dự án của họ rất là lớn rồi thì mình không có nói rồi, nhưng mà những cái đồng coin nào mà thuộc loại coin cũ ở thị trường thì chúng ta không có nên đu vào nhảy vào làm gì nữa ha. Thì EOS là một đồng coin là điển hình ha. Thì thời gian trước thì cũng có những cái KOL nào họ nói là lên EOS lên đến tận là 90 đô hoặc là 250 đô ha. Thì mình nghĩ là cái vấn đề đó thực sự là nó không tưởng vào thị trường ha. Mọi người thấy không? Tại vì sao mà những người ta là người ta nhận nhận định là EOS lên đến tận là 90 đô đến 250 đô, thì họ nhìn về cái biểu đồ chart, có nghĩa là khi nào nếu mà anh em nào mà học phân tích kỹ thuật đi thì anh em cũng có thể biết ha. Ví dụ như là trường hợp ví dụ như một biểu đồ chart mà nó đi sideways và tích lũy, có nghĩa là càng lâu càng dài á, thì nó sẽ dẫn đến là cái về sau ha, có nghĩa là cái mức giá về sau có nghĩa là nó sẽ càng tăng mạnh, có nghĩa là khi mà cái nỗ lực của anh càng lớn thì nó sẽ dẫn đến là kết quả càng lớn. Nhưng mà những cái đồ thị đó chỉ đúng với lại những cái dự án của họ đang phát triển tốt và dự án của họ gọi là còn làm việc và thu hút được những cái dòng tiền bên ngoài thị trường thôi, thì nó mới xảy ra ở những cái dự án như vậy thôi, chứ không phải là nó xảy ra ở bất kỳ một dự án nào. Nếu mà dự án nào nó cũng đi chìm 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 như vậy và nó tăng lên thì mà không phải ha. Thì nếu mà cái đây là cũng là một cái tip để mình chia sẻ cho mọi người chú ý ha. Còn ví dụ như là những cái người đó thì nếu mà thời điểm trước mà họ đứng lên thị trường họ phân tích thì mọi người thấy hiện tại thì họ cũng đã nút hết rồi ha. Tại vì là họ nhận định phân tích về một cái vấn đề gọi là rất là gọi là chủ quan của bản thân và không có, thậm chí chung là họ những cái phát biểu đó thì nhằm họ tạo cái sự FOMO, tạo sự nguy hiểm của cộng đồng và thị trường thôi. Và những cái người đó là phát biểu gọi là vô tội vạ thị trường, nó không có nghiêm túc với cộng đồng ha, thì họ phát biểu như vậy ha. Thì mọi người thấy là hiện tại thì những người đó thì họ cũng đã lặn khỏi thị trường rồi ha. Là nếu mà lên thì nói chung là mình thấy là nó cái vấn đề này thì anh em cũng phải là nên cẩn thận và cân nhắc ha. Thì chúng ta nên nhìn vào thực tế chứ chúng ta không có nên nhìn và chú trọng đến một cái yếu tố mà gọi là nó không có tưởng thị trường ha. Được, tại sao một đồng coin mà dự án của họ họ không có phát triển nhiều nữa ha, và cái mức giá tăng đến mức như là EOS tăng đến 90 đô hoặc 250 đô thì mình thấy là một cái vấn đề gọi là nó crazy, là một cái vấn đề điên rồ của thị trường. Thì mình thấy là cái trường hợp đó thì anh em cũng nên cảnh giác ha. Tại vì sao những người đó họ phân tích, họ đứng lên họ phân tích cái vấn đề đó, họ phát biểu ha, thì nhằm mục đích là tạo sự mô, tạo sự cộng đồng thị trường thôi. Và những người đó thì mọi người thấy không, thì mục đích của họ thì họ cũng là thu tiền vào nhóm VIP đâu, thu tiền vào nhóm VIP hoặc là ăn chia hoa hồng lợi nhuận ha, thì họ đều có những mục đích của họ cả ha. Thì những cái người nào mà mình mới vừa nói thì anh em cũng, nếu mà anh em tham dự thị trường anh em cũng có thể biết ha, chứ mình cũng không cần phải mình nhắc cái tên đó ra. Tại vì hôm nay thì mình chia sẻ một cái bài học đó thì để cho mọi người có thể là cảnh giác với thị trường thôi ha. Thì những người đó thì họ phát biểu chủ yếu lên để tạo sự FOMO, tạo sự nguy hiểm cho cộng đồng và thấy cộng đồng là FOMO vào ha. Thì nói chung là họ phát biểu cái vấn đề đó lên để nhằm mục đích của họ thôi mọi người ha, chứ không có gọi là không có tốt lành gì đâu ha. Thì hiện tại thì Celo thì mình thấy là nó cũng đang giảm về những cái mức giá khá là lớn rồi, và hiện tại thì nó cũng cái mức giá của nó cũng đang gọi là cái mức giá là dưới cái mức giá ISO của ngay cả những cái thời điểm như là 2020 ha. Là hiện tại thì chúng ta là 2022 cũng khoảng tầm là 2 năm rồi mà cái mức giá của nó lại mức giá dưới ICO nữa. Thì Celo là cũng là một trong những đồng coin mà chúng ta cũng có thể là quan sát và nắm giữ dài hạn được ha. Nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta chưa thể biết được được là thị trường nó còn giảm nữa hay không. Thì mình với bản thân của mình thì mình cũng chưa có vội vào mua Celo ở cái khoảng thời gian hiện tại ha. FTT cũng là một đồng coin sàn là mình cũng là khá chú ý ở trong thời gian vừa qua ha. Thì mình thấy là thời gian vừa qua thì FTT nó cũng khoảng tầm là chia hai không, chia hai từ ở cái mức giá của nó là ở cái thời điểm là ở cái thời điểm từ đầu năm hiện tại thì nó mới chia hai. Thì nếu mà chúng ta so với lại những cái đồng coin khác ví dụ như Avax hoặc là Solana hoặc là Near, thì những đồng mà thuộc dạng là những đồng coin nền tảng mà chú ý vào thị trường ha, thì mình thấy là FTT thì nó cũng chỉ mới chia hai thôi, mặc dù những đồng kia thì nó chia đến là chia 4 đến chia 5 lần ha. Thì với FTT là một trong những cái đồng coin sàn mà mình thấy là mình sẽ quan tâm và lưu ý quan sát này. Nếu mà những đồng này thì chúng ta cũng có thể là nắm giữ dài hạn, nhưng mà quan trọng nhất là cái entry ngắn hạn của chúng ta như thế nào thôi ha. Thì nếu mà mình quan sát, nếu mà FTT thời gian tới nếu mà
nó thì để mình quan sát thêm xem thị trường nó như thế nào nữa ha. Thì nếu mà em thì cái đồng FTT cũng là một trong những cái đồng là mình có thể là mình sẽ phân bổ vào cái danh mục đầu tư của bản thân ha. C98 hiện tại thì mình thấy là nó cũng đang là cũng giữ cái mức giá là cũng tương đối là tốt ha, chứ nó cũng không có bị giảm giá quá là nhiều. Từ thời gian qua thì cũng có những cái khoảng thời gian nó giảm về đến những mức như là 0,3 ha, và sau đó thì nó cũng có những cái thông tin là tung ra rất nhiều thông tin tốt, ví dụ như là nó được list trên Coinbase ha, mà nó cũng tăng lên đến cái vùng là 0,8. Thì con đồng C98 này thì tháng 7 thì chúng ta có khoảng tầm là một tháng nữa thì C98 thì nó sẽ có lịch nó trả token ha, thì anh em nắm giữ C98 cũng nên chú ý ha. Thì nếu mà trước cái thời điểm trả token á thì anh em xem là cái ngày trả token của nó là ngày nào ha, và nếu mà thường thường trước những cái ngày đó thì nó sẽ tung ra rất nhiều thông tin tốt nhằm nó đẩy cái chặt giá của nó lên ha. Và những thời điểm đó là những thời điểm để chúng ta có thể là canh và thoát hàng ha. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta nắm giữ giữ đi thì chúng ta có thể nắm giữ ở trong cái thời điểm khi mà thị trường đang hưng phấn, đang tốt ha, thì chúng ta có thể nắm giữ được. Nhưng mà hiện tại thì thị trường đang trong cái quá trình đang trong cái giai đoạn điều chỉnh khá là rất là lớn ha, nên nếu mà mình nghĩ là cái biểu trạc của nó sẽ không có giữ vững được quá là tốt đâu, thì nếu mà nó cái biểu trạc của nó bung lên tăng lên thì đó là những thời điểm để chúng ta canh và thoát hàng, chứ chúng ta không có nên nắm giữ và chúng ta không có nên mua đổ nha mọi người ha. Đây là một cái điểm lưu ý để mình nhắc cho mọi người để mọi người nhớ ha. Nia thì thời gian qua thì cũng có những thời điểm mà nó cũng tụt về đến những cái mốc như là 3 đô đúng không? 3 đô thì hiện tại thì nó cũng đang có những cái sự phục hồi lên ha. Cũng tăng khoảng tầm 20% so với lại cái mức giá đáy của nó ở thời gian vừa qua. Thì nếu thời gian vừa qua thì nó cũng đang bị điều chỉnh khá là lớn, và cái sự an toàn của nó thì nó cũng đang 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 bị thị trường đặt cái dấu hỏi đúng không? Tại vì thời gian qua mọi người cũng biết rồi, thì sau cái sự sụp đổ của Luna ha, và cái stable coin của Luna thì nó cũng nằm thuộc cái hệ là stable coin thuật toán của Near, nhưng mà Near, cái đồng stable coin thuật toán của Near là cái đồng USN ấy, thì đương nhiên là cái APY của nó thấp hơn rất là nhiều so với lại cái đồng USDT, cái đồng là USDT của hệ Near của hệ Luna rồi ha. Đương nhiên là và cái dự án của họ thì mình thấy là dự án của họ cũng thì phát triển cũng khá là tốt ha. Nên cái sự an toàn thì chúng ta cũng không có, nói chung là mình nghĩ là cũng không có đến nỗi là nó bị giảm quá là mạnh như là Luna hoặc là quá là mạnh ha. Nhưng mà mình nghĩ là Near hiện tại thì mình thấy là xuống khá là xấu dần cho Near, nên mà tại sao thời gian qua thì mình cũng không có khôn mọi người mua Near, hoặc là bản thân mình cũng không, mình mặc dù mình rất là thích Near nhưng mà mình thấy là cái xu hướng giảm của nó là khá là mạnh, nên mình cũng không có mua Near ở cái với cái mức giá của thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay thì mình cũng lên để mình cập nhật thông tin thị trường cho mọi người thôi ha. Thì mình tóm lại ở cuối mỗi video thì mình thấy là ở những cái lần trước ha, ví dụ như tháng 3 tháng hoặc là tháng 5, thì sau khi mà Fed công bố cái vấn đề tăng lãi suất đi thì thị trường nó cũng sẽ có những cái cây bung lên ha, để đảo chiều, và sau đó thì một vài 2 ngày sau đó thì nó cũng lại tiếp tục nó đung đung tiếp tục ha. Thì mình nghĩ là anh em thấy là từ cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất đến hiện tại thì BTC cũng có những cái sự phục hồi lên ha. Thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên quan sát thị trường tiếp theo, chứ chúng ta cũng nên là chưa vội mà mua đuổi cái thời gian hiện tại, hoặc là ví dụ như là anh em nào mua đây thì mình nghĩ là anh em hoàn toàn có khả năng là chia vốn ra mua BTC rồi ha. Tại vì ví dụ như là chúng ta xét về cái quãng thời gian trung hạn và dài hạn thì BTC ở mức giá khoảng tầm 20 hoặc là 22.000 thì hoàn toàn là một giá có thể là tốt để chúng ta có thể nắm giữ dài hạn ha. Nên nếu mà anh em mua thì anh em cũng nên xác định rõ ràng cái phần vốn của mình và phân bổ vốn hợp lý ha. Và nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả. Thì trong Telegram thì hàng ngày thường xuyên mình sẽ cập nhật những thông tin nổi bật của thị trường hoặc là những cái sự kiện của cái sàn tổ chức ha. Như là sáng hôm nay thì cũng có sự kiện mà lân bác trên sàn Bybit ha, thì mình cũng sẽ đăng lên cho mọi người có thể tham gia. Thì sự kiện này thì chúng ta cũng không có cần với một cái số vốn quá là lớn đâu ha, thì chúng ta cũng có thể là tham gia được cùng với mọi người rồi. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video ha, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.